Xem nè, giày này có đinh này các bạn. Đinh này thì ngắn cho nên là đá trên cỏ nhân tạo, còn cái đinh mà dài kiểu như cầu thủ á, là đá trên cỏ thiệt nha các bạn. Đây các bạn thấy không, một đây đôi giày màu đỏ với size size 37 nha các bạn. Đó các bạn thấy không, giày đinh rất là đẹp luôn. Đó các bạn thấy không, giày cái dây màu đỏ. Đây bây giờ mình cho các bạn xem cái đôi giày cũ của mình nè. Đây đôi giày cũ của mình đây các bạn. Hả, giày cũ này á thì nó mình may mấy lần rồi mà nó rách các bạn, với lại nó xước mấy cái dụng này ra nè, thấy không, cho nên là mình vứt đôi giày này đây. Giày này mang cũng rất là êm nhưng mà nó bị sức gì tùm lum cho các bạn ơi, quất nó đây. Đó. Và đây là đôi giày mới của mình. Cái này mua đúng ra là đây cho các bạn xem luôn. Đây. Cái phiếu đây các bạn. Cái này là nó kiểu như là ở trong đôi giày nè. Cái này có giá là, các bạn thấy không rõ ha. Các bạn thấy là cái giá không thấy được, nhưng mà bây giờ mình sẽ đọc nè. Cái giá này là giá 189.000 nha các bạn, nhưng mà người ta bán cho mình đôi này là 140, rất là rẻ luôn. Ở cái đường mà ngay chỗ mình mua banh á, là chỗ đó bán đôi giày này các bạn. Nó có màu xanh, màu đỏ, màu xanh da trời, màu chanh gì tùm lum hết. Rồi thì đây là đôi giày mình mới mua nha các bạn. Cái dây này nó không có làm dài cho lắm các bạn, nó làm vừa như thế này nè. Để mình cột lại á, nó không có bị xúc ra. Đó, rất là đẹp luôn. Mới mua xong rồi các bạn. Nó mang rất là ôm chân. Và xúc bóng cũng vô cùng đẳng cấp luôn. Ở đây sẵn nói với các bạn luôn. Đó, đây giá banh các bạn. Đó. Mình mua về để đá cho banh này nè, cho banh này nó rất là cứng. Hả? Á à, không hề gì luôn. Đấy. Đấy. Các bạn thấy không? Rất là ghê. Không hiểu tại sao nhỉ? Tên bóng thì tên bằng cái giày này rất là phê các bạn. Nó êm êm hơn giày kia rất là nhiều. Rồi, nói chung là video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe và đăng ký kênh của mình để mình ra những clip hay hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem một lần nữa. Xin chào các bạn.